Chào tất cả các quý vị. Bên chúng tôi là chuyên về cung cấp các loại cửa cuốn tấm liền khéo tay, rồi cửa cuốn khe thoáng nhôm, rồi motor cửa cuốn, lưu điện cửa cuốn, rồi lam nhôm chắn nắng. Thì tất cả các cái sản phẩm đều có tại website là vinastargroup.vn. Cái đường link website tôi có để bên dưới cái phần mô tả với video này. Nếu mà các vị có muốn xem cái hình ảnh cửa cuốn thì hay là các sản phẩm khác mà như tôi vừa nói thì các vị có thể kích vào web để xem. Đấy, thì hôm nay có một anh ở dưới Bình Dương có gọi điện hỏi cho tôi là cái khóa cửa ngang của cuốn tấm liền này giá bao nhiêu. Thì hiện nay là chúng tôi cung cấp cái khóa ngang cửa cuốn tấm liền gập tay tại Bình Dương cũng như là tất cả các tỉnh khác có giá là 180.000. Đấy. Thì trong quá trình lấy hàng thì các vị đặt hàng chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh đến tất cả các tỉnh tại Bình Dương cũng như các tỉnh khác. Đấy, thì cái khóa ngang cửa cuốn này chúng ta sẽ phải thay trong trường hợp chúng ta là đánh rơi mất chìa khóa hoặc là chúng ta là cửa cái khóa của chúng ta bị hỏng. Đấy, thì cái việc thay nó rất là đơn giản thôi. Khi mà các vị muốn thay thì các vị có thể là đây này, thì trước khi và tôi cũng muốn bỏ ra để kiểm tra để trước khi gửi đi Bình Dương. Đấy. Thì cái trong cái túi bóng này thì có đầy đủ khóa này. Đấy, thì cái này là cái ui lốc thì chúng ta không cần dùng đến cũng được. Bởi vì khi mà cửa mới các vị mà mua về để sản xuất thì các vị bắn cái này vào để cho cái kỹ nó trượt về hai bên. Tuy nhiên cửa chúng ta dùng thì cái này đã được lắp sẵn rồi, được gắn và chúng ta chuyển thay cái củ khóa này này. Đấy. Chúng ta có thể là bởi vì cái cửa tấm liền thì các loại khóa nó đều giống nhau thôi, là chúng ta cái cây này để cái khóa này thì quay gạt ra hai bên ấy. Đấy thì nó kéo ra hai bên, khi chúng ta quay khóa này thì cái thanh này chạy ra hai bên thì làm cho cái lốc nó chọc vào cái tường. Đấy, làm chọc vào tường thì làm cho chúng ta có một cái ngang chắn này làm cửa không thể kéo lên kéo xuống được khi mà chúng ta khóa rồi. Khi chúng ta mở ra thì là chúng ta kéo lại thì cái cây lốc này nó sẽ có thể là co lại về phía thân cửa. Đấy, thì nó khi mà nó ngàm vào tường khoảng độ 1 phân hay là 2 phân thì làm cho cửa có thể không kéo lên xuống được. Đấy, thì chúng ta kẹp cái lốc vào cái này để chúng ta nhìn thấy cửa cũ chúng như là chúng ta tháo ra và thay khóa mới chúng ta lắp vào như vậy. Thì chúng ta tháo mặt bên này ra, sau đó là ốp ốp cái mặt này mặt ngoài mặt trong, chúng ta chỉ cần lấy cái vít chúng ta vặn thôi. Đấy. Trong trường hợp chúng ta không muốn thay cái này thì chúng ta chuyển thay cái củ khóa là được, bởi vì có nhiều trường hợp là cái củ khóa này hỏng hay là chúng ta mất chìa chỉ chúng ta chuyển thay cái củ khóa này bằng cách chúng ta tháo này ra, chúng ta thay cái mới vào là được. Đấy. Video này tôi chia sẻ nội dung về giá bán buôn khóa ngang của cuốn tấm liền. Giá bán buôn là như vậy, mà giá bán lẻ các vị tự thay thì cũng như là thành giá bán buôn là giá là 180.000. Đấy, thì các vị đặt hàng thì có thể là để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ theo điện thoại là 0982 802 286. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem. Nếu mà các vị cảm thấy video là hữu ích thì các vị có thể đăng ký kênh hoặc là các vị cho mình một like để mà cho những ai mà không biết thay khóa hay là không biết tìm cái khóa ngang này ở đâu thì có thể biết được cái địa điểm cung cấp khóa ngang cửa cuốn tấm liền này. Đấy, video này mình chia sẻ là như vậy. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các vị ở video mới ạ.